thơm ngon tuyệt hảo, mời bạn dùng nha. Thế nào hôm nay cũng tranh nhau mua cho mà xem. Xếp hàng mãi mới mua được. Kiểu này mình phải uống thật ngon mới được. Và đặc biệt là không cho anh Cường uống nữa. Tôm ơi, ra ngoài lấy hộ mẹ đồ ship với. Dạ vâng ạ. Chờ anh nhá. Chỉ một phút thôi, anh sẽ quay lại với em liền. Ơ, làm gì có shipper nào đâu nhở? Sao mẹ bảo mình xuống lấy đồ của ta? Thôi chết rồi, mắc bẫy rồi. À, anh Cường. Sao anh lại uống hết của em? Em biết ngay là anh bày trò mà. Thế là lời thật của cậu. Từ ngày nhá, cái bản ghi âm này nhá, mình hưởng lợi không ít. Đấy à, xem nào. Mua trà đào giấu anh à? Anh xin nhá. Sao mày phát hiện ra sớm ấy? Đùa. Thì mẹ bảo với em là mẹ đi cố việc, chiều mẹ mới về. Anh thì chỉ nghĩ ra cách để lừa em thôi. Thì mày cho anh một tí thì làm sao? Anh em với nhau ấy, lọc sàng xuống đi. Mà anh mua bù cho. Nhưng mà nhá, nó đào hơi bị nhún đấy, hơi bị phê bình luôn đấy. Nó không ra. Vẫn ngon. Nhún á? Em vừa mới mua mà. Thôi, không nói chuyện với chú nữa. Anh đi ngủ đây. Cảm ơn nhá. Chả ngon. Anh Cường, anh bị làm sao đấy? Tao đau bụng quá. Anh ơi, cố lên nhá, để em đưa anh đi viện. Đi. Anh Cường, anh Cường. A few moments later. Cậu ấy đau bụng, là do ăn phải thực phẩm bẩn, lại còn hết hạn nữa. Bây giờ tôi sẽ ra kê đơn thuốc, uống đủ liều lượng là sẽ khỏi thôi. Anh cảm ơn bác sĩ ạ. Vô lý thật. Không thể nào như thế được. Ngày nào anh cũng ăn cơm ở nhà, làm sao mà có đồ hết hạn được. Đâu phải chỉ có mỗi đồ ăn là có hạn hả anh Cường? Ý em là... Đúng vậy. Cốc trà đào. Ôi, này, mở hàng cho chị đấy à? Eo ơi, đẹp trai thế này á, mở hàng chắc chắn là đắt khách lắm đấy. Tôi thèm vào và uống mấy cốc trà đào đau bụng của chị. Chỉ vì mấy cốc này nhá, tôi phải nằm nhà mấy hôm đấy. Này, nói cái gì đây hả? Định ăn vạ ở đây à? Đừng có hỏng nhá. Mà ấy, đặt điều ở đây là không được đâu. À, hay là ở quán đối thủ sang đây để hãm hại chị à? Chúng tôi chẳng vu oan hay là ăn vạ gì chị cả. Nhưng sẽ có công an làm rõ thôi. Vì chúng tôi đã có tất cả bằng chứng để gửi lên công an rồi. Bằng chứng? Bằng chứng gì à? Bằng chứng việc chị dùng đào hết hạn, bị lên men, nấm mốc cùng với đường hóa học để làm trà đào rồi bán cho khách. Hơn thế nữa, chị còn dùng cốc nhựa đã qua sử dụng rửa lại rồi bán cho khách nữa. Chúng mày định vu oan đấy à? Mà chúng mày thì chui gầm giường nhà tao đấy à mà biết? Gầm giường nhà chị thì tôi không thể chui vào được. Nhưng chị làm việc xấu ấy thì cũng sẽ có sơ hở thôi. Đấy, hôm trước em mua ở quán này này, đứng trước mấy khách trường ấy, nhiều ưu đãi lắm. Để anh sang nói cho ra nhé. Anh đừng rút dây động rừng. Bình tĩnh, mình phải có bằng chứng đã. Nhưng mà cứ đứng nhìn thế này đến bao giờ? Người kia hình như là người giao hàng cho chị ta. Anh ta có thể vào kho đấy. Bây giờ mình phải tiếp cận anh ta xem như thế nào anh ạ.
Anh ơi, anh có phải là bên cung cấp cốc và vật liệu pha chế đúng không ạ? Không, nhận nhầm người rồi. À không không không, em cũng đang muốn nhập, chả là em cũng đang muốn mở quán mà em nhập số lượng lớn lắm, anh xem thế nào. Đã bảo là nhận nhầm người rồi. Sao anh ta rắn thế nhở? Khoan đã. Sao nhìn anh ta quen thế nhở? Hình như là em gặp ở đâu đó rồi ý. À, ở đâu? Đúng rồi. Chính là anh ta. Anh ơi, nhà em rất nhiều chai lọ với cả thùng, anh có muốn lấy không ạ? Thật á? Lấy chứ. Lúc đầu khi chúng tôi tưởng anh Hoàng là người cung cấp nguyên vật liệu cho chị, nhưng thực ra là không phải. Anh ấy chỉ giúp chị thu gom cốc nhựa mà thôi. Và để giảm chi phí, chị dùng cốc nhựa đã qua sử dụng tái chế lại rồi bán cho khách nữa. Chúng tôi đã tiếp cận và biết được rằng Hoàng cũng không biết chị dùng cốc để làm gì. Sau khi biết được chị làm ăn thất đức, Hoàng đã giúp chúng tôi thu thập chứng cứ về việc làm bẩn của chị. Cái thằng Ôn Hoàng nữa, đã tạo công an việc làm cho nó rồi, thế mà nó hại mình như thế. Vậy chị có nghĩ hành vi của mình làm hại đến bao nhiêu người không? Khi anh Cường nói với tôi đào bị nhũn là tôi đã nghi ngờ rồi. Nhưng tôi chỉ nghĩ vì cốc trà đào rẻ 10.000 thì chị dùng hàng rẻ một chút. Nhưng không ngờ chị đã dùng đồ hết hạn bị biến đổi chất rồi bán cho khách nữa. Chị có nghĩ đến hậu quả những người ăn uống trà đào nhà chị xong rồi bị ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao? Kinh doanh ý, tao phải nghĩ đến lợi ích của tao trước, chứ hơi đâu mà nghĩ đến mấy cái đứa chỉ mua 1-2 lần thôi. Mà nói chung ý, là tao không biết gì nhá. Chị đi đâu? Định chuồn à? Hay là định đi tẩu tán chứng cứ? Chắc hẳn trong kho của chị còn nhiều đồ lắm nhở? Tôi bây giờ anh sẽ đưa chị ta lên phường, em ở lại lấy hết chứng cứ rồi mang hết đống trà đào này giao cho công an họ giải quyết. Còn chị đi lên phường. Không, tao không đi. Đi. Bỏ ra.